Sir Alex Ferguson chưa bao giờ thua liền 5 trận, còn Pep thì sao? Đừng bao giờ so sánh. Một cổ động viên Man United hào hứng viết trên mạng xã hội ngay sau khi Man City chịu trận thua thứ 5 liên tiếp với thời Pep Guardiola. Trong khi đó, một cổ động viên khác không kém phần mỉa mai. Chỉ cần thiếu Rodri, Pep đã sụp đổ. Ferguson đã vô địch Premier League với đội hình yếu hơn nhiều. Những phản ứng này không chỉ bày tỏ niềm hả hê của người hâm mộ Man United trước cú trượt dài của đối thủ cùng thành phố, mà còn là lời khẳng định vị thế mạnh mẽ không thể thay thế của Sir Alex Ferguson trong lịch sử bóng đá. Thất bại của Man City dường như không chỉ là cú sốc, mà còn khơi dậy cuộc tranh luận muôn thuở giữa hai triều đại bóng đá lớn nhất thành phố. Trước khi bước vào giai đoạn khó khăn của hiện tại, Man City từng là đội bóng khiến cả châu Âu phải sốt vó với 18 danh hiệu chỉ trong vòng 8 năm. Bao gồm 5 chiếc vô địch Premier League, Pep Guardiola được nhiều người ca ngợi là huấn luyện viên xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng chứng kiến. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận thua liên tiếp, điều chưa từng xảy ra dưới triều đại của ông, đã làm lung lay niềm tin vào sự bất khả chiến bại của Pep. Trận thua Tottenham Hotspur đánh dấu thất bại lớn nhất của Man City trên sân nhà kể từ năm 2003. Trong suốt chuỗi trận này, Man City đã bị đánh bại với Bournemouth, Sporting Lisbon, Brighton, Tottenham Hotspur 2 lần. Nhưng đội bóng có thực lực không thể so sánh với họ. Sự vắng mặt của Rodri, một trụ cột tuyến giữa, được xem là một trong những nguyên nhân chính. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Gary Neville, ông cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở Rodri, mà còn đến từ sự suy giảm phong độ toàn diện. Trong khi Guardiola phải đối mặt với áp lực, người hâm mộ Man United đã không bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ danh tiếng của Sir Alex Ferguson. Trên mạng xã hội, những so sánh giữa Ferguson và Guardiola xuất hiện tràn ngập. Trong đó, các Manusian không ngần ngại khẳng định Sir Alex mới là huấn luyện viên xuất sắc nhất một thời đại. Một cổ động viên viết: "Hãy tưởng tượng so sánh Guardiola với Ferguson. Ferguson đã vô địch Premier League với đội hình chẳng nhiều ngôi sao, trong khi Guardiola thua liền 5 trận khi không có Rodri." Không dừng lại ở đó, một người hâm mộ khác khẳng định sự khác biệt rõ rệt giữa hai huấn luyện viên này. Sir Alex chưa bao giờ thua 4 trận liền, trong khi ai đó đang thua trận thứ 5 rồi. Đừng bao giờ so sánh Ferguson với Pep hoặc bất kỳ ai khác. Không bao giờ. Đây là lời nhắc nhở về thành tích bất khả chiến bại của Sir Alex Ferguson trong việc duy trì sự ổn định của đội bóng, bất chấp những thời điểm khó khăn nhất. Những phản ứng này không chỉ bày tỏ niềm tự hào của các Manusian, mà còn chế nhạo sự sụp đổ tạm thời của Man City. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự cạnh tranh và đối đầu không khoan nhượng giữa hai câu lạc bộ cùng thành phố. Những phản ứng này không chỉ phản ánh sự tự hào về thành tựu vĩ đại của Fergie, mà còn là cách người hâm mộ Man United chế giễu sự sa sút của đối thủ. Đối với họ, Sir Alex không chỉ là một chiến lược gia đại tài, mà còn là biểu tượng của sự ổn định và khả năng vượt qua nghịch cảnh, điều mà Guardiola hiện chưa thể chứng minh trong thời điểm khó khăn này. Trong một cuộc họp báo sau trận thua Tottenham Hotspur, Pep thừa nhận đây là thời điểm khó khăn chưa từng có trong 8 năm dẫn dắt Man City. "Chúng tôi chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Nhưng đây là bóng đá, chúng tôi phải tiếp tục và tìm cách giành chiến thắng trong các trận tiếp theo." Sự thụt lùi này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của Man City trong cuộc đua vô địch, mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng Pep xoay chuyển tình thế khi đội bóng rơi vào khủng hoảng. Trận đấu tiếp theo gặp Liverpool tại Anfield được dự đoán sẽ là bước ngoặt quan trọng, bởi thất bại ở đó có thể đặt dấu chấm hết cho tham vọng bảo vệ chức vô địch của Man City. Nhưng điều đáng chú ý là dù đối diện với áp lực lớn, Guardiola vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ông nhấn mạnh rằng việc không giành được danh hiệu không phải là một thất bại hoàn toàn, bởi điều đó phản ánh thực lực thực tế của đội bóng trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong bối cảnh Liverpool vẫn cho thấy phong độ hủy diệt, hy vọng cho Man City càng trở nên mong manh. Một trong những lý do khiến Sir Alex luôn được nhắc đến trong những cuộc so sánh với Guardiola chính là khả năng ứng biến trong thời khắc khó khăn. Trong suốt 26 năm dẫn dắt Man United, Sir Alex Ferguson không chỉ mang về 13 chiếc vô địch ngoại hạng Anh, mà còn thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong việc thay đổi chiến thuật, tái thiết đội hình và giữ vững tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Ngược lại, Guardiola nổi tiếng với triết lý bóng đá kiểm soát và lối chơi tấn công dựa trên kiểm soát bóng. Khi hệ thống này vận hành tốt, Man City gần như không thể bị đánh bại. Nhưng một khi có một mắt xích bị lỗi, như trường hợp của Rodri, đội bóng dễ dàng bị khai thác và rơi vào tình trạng bất ổn. Điều này khiến Pep đôi khi bị chỉ trích là thiếu phương án B để ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Phản ứng của người hâm mộ Man United không chỉ đơn thuần là sự hả hê, đó còn là cách họ tái khẳng định những giá trị truyền thống của đội nhà được xây dựng qua thời kỳ của Sir Alex. Trong bối cảnh chính Man United vừa trải qua một cơn sóng gió dưới triều đại của Ten Hag, việc so sánh với Man City trở thành một cách để họ tìm lại niềm tự hào về quá khứ huy hoàng. Dù thất bại của Pep có thể chỉ là một giai đoạn khó khăn nhất thời,
trong sự nghiệp đầy rẫy vinh quang của ông. Nhưng với người hâm mộ mà vừa thích, đây là dịp để họ nhấn mạnh giá trị bền vững của Fergie, một biểu tượng không chỉ của thành công mà còn của khả năng vượt qua nghịch cảnh. Khi cảm xúc hạ hề lắng xuống, câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: liệu Pep có thể chạm tới tầm vóc của Sir Alex hay sẽ chỉ là một huyền thoại của kỷ nguyên mình đang sống? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Nhưng trong mắt của các cổ động viên Man United, di sản của Sir Alex Ferguson đã, đang và sẽ là tiêu chuẩn vàng trong lịch sử bóng đá.